Yeah.
toàn thể quý vị trong ngày cưới hôm nay của cô dâu Phương Linh và chú rể Đức Cảnh. Và chân trọng kính thưa toàn thể trên góc của quý vị khách quý, và bây giờ đã đến giờ long trọng tổ chức đại lễ thành hôn chúc mừng cho chú rể Đức Cảnh, cô dâu Phương Linh trong ngày cưới. Xin được trân trọng kính mời toàn thể quý vị, chúng ta sẽ cùng nồng nhiệt chào đón song thân phụ mẫu của hai bên gia đình, đặc biệt là của cô dâu và chú rể, sẽ cùng tiến vào chương trình ngày cưới hôm nay của cô dâu Phương Linh và chú rể Đức Cảnh. Và khán phòng chúng ta không tiếc gì cả, hãy gửi một tràng pháo tay thật nồng nhiệt, thật giòn giã, thật lớn lên nào. Kính mời ông Vương Văn Dĩ, bà Đỗ Thị Luyến đại diện gia đình nhà gái sẽ cùng tiến vào sân khấu trong ngày cưới hôm nay. Và xin được trân trọng giới thiệu và kính mời ông Đỗ Văn Chiến và Phạm Thị Hợp đại diện cho nhà trai cũng như đặc biệt cô dâu và chú rể. Và khán đồng chúng ta hãy gửi một tràng pháo tay thật lớn nhất quý vị ơi. Xin được trân trọng cảm ơn quý vị rất nhiều. Và trong chương trình này đại lễ thành hôn của chúng tôi và chú rể tại khán phòng ngày cưới của hai bên gia đình trong buổi trưa ngày hôm nay, một lần nữa thay mặt ban tổ chức của hai bên gia đình xin được chân thành cảm ơn toàn thể quý vị đã cùng hiện diện tại đây để chúng ta sẽ cùng dự tiệc chúc mừng với gia đình, chúc mừng cho cô dâu Phương Linh, chú rể Đức Cảnh được trăm năm tình viên mãn bằng đầu nghĩa phu thê. Và để thay lời cảm ơn thân tình nhất của hai bên gia đình, xin được mời song thân phụ mẫu của cô dâu và chú rể cũng như đặc biệt là đôi bạn trẻ đẹp nhất trong ngày cưới sẽ cùng cúi nhẹ để cùng chào toàn thể quý vị trong ngày cưới hôm nay. Trân trọng kính mời. Trên các tổ quý vị khách quý, và xin thưa với cô dâu và chú rể, tình yêu là một món quà vô giá mà nhân loại đã ban tặng cho chúng ta, và các bạn đã chứng thực được điều đó, và hôm nay đã xin phép hai bên gia đình cũng như được chính quyền cơ sở chấp nhận để cho hai bạn lên xin chồng vợ. Và trước sự chứng kiến góp mặt của toàn thể quý vị đang hiện diện tại khán phòng trong ngày cưới hôm nay, xin được thay mặt ban tổ chức chúng tôi kính mời quý vị cùng dự tiệc với hai bên gia đình, và xin được trân trọng tuyên bố chương trình đại lễ thành hôn của chú rể Đức Cảnh, cô dâu Phương Linh xin phép được bắt đầu. Chân thành cảm ơn toàn thể quý vị đã cùng tài diệu tới đây để cùng chúc mừng cho hai bên gia đình trong ngày đại lễ của cô dâu Phương Linh và chú rể Đức Cảnh. Và kính thưa toàn thể quý vị, để cảm ơn tới tất cả quý vị đã cùng hiện diện về với khán phòng tiệc cưới hôm nay, xin được thay mặt ban tổ chức chúng tôi xin được trân trọng giới thiệu và kính mời một quý vị đại diện trưởng phái đoàn quan viên họ nhà gái sẽ cùng lên trên khán phòng để có những lời phát biểu cảm ơn tới toàn thể quý vị đã cùng về với khán phòng buổi trưa ngày hôm nay. Xin được trân trọng kính mời. Xin được trân trọng kính mời ông sẽ lên sân khấu để có những lời phát biểu cảm ơn tới toàn thể quý vị trong ngày cưới hôm nay. Kính thưa các vụ, hai họ, trai cũng như là thưa toàn thể hồi hôn, hôm nay rất vinh dự được thay mặt cho họ nhà gái lên có ý kiến và chúc mừng của hai họ. Hôm nay là ngày đánh tốt được sự qua quá trình tìm hiểu giữa cháu Phương Linh và cháu Cảnh đã rất lâu. Hôm nay hai gia đình đã tổ chức một bữa tiệc liên hoan mừng hạnh phúc hai cháu. Thay mặt cho họ nhà gái, trước tiên gửi tới tất cả các cụ, các ông bà, các vị khách quý một lời chúc sức khỏe và an khang thịnh vượng. Xin chúc mừng. Sau đó bước thứ hai là qua quá trình các thủ tục lễ ngày hôn của các cháu, hôm qua là ngày chính thức, hôm nay họ nhà gái tổ chức liên hoan mừng hạnh phúc cho hai cháu, nhất là hai bên cùng chung con chung cháu có trách nhiệm và bảo ban các cháu. Đấy, đây là cái vấn đề là giữa hai gia đình. Đấy, thay mặt cho họ nhà gái xin chúc toàn bộ hồi hôn cùng toàn thể các vị khách quý và dự bữa buổi liên hoan ngon miệng và chúc sức khỏe hai cháu, chúc sức khỏe hai cháu mạnh khỏe và yêu nhau hạnh phúc và thành đạt. Xin chân thành cảm ơn. Cháu xin trân trọng cảm ơn ông Vương Văn Dụ và đại diện cho gia đình nhà gái đã cảm ơn tới tất cả quý vị đã hiện diện về đây. Và xin thưa với cô dâu và chú rể, tiếp theo xin được mời chúc cô dâu và chú rể hai bạn sẽ cùng tiến đến bàn thắp ly. Và kính thưa toàn thể trên góc của quý vị khách quý, chúng ta đang chứng kiến một tình yêu ngọt ngào mà đôi bạn trẻ Đức Cảnh Phương Linh đã dành cho nhau. Và hôm nay trước sự chứng kiến góp mặt của toàn thể quý vị đã về đây để chúc mừng cho hai bên gia đình trong ngày cưới, thì đôi bạn trẻ cùng tay trong tay để rót tràn những ly rượu thật hạnh phúc để cùng chứng kiến toàn thể quý vị khách quý đã về đây để chúc mừng
cho đôi bạn trẻ trong ngày cưới. Xin được chân thành cảm ơn quý vị rất nhiều. Và quý vị không quên dành tặng một tràng pháo tay thật lớn lên nào. Hạnh phúc là đôi trăm năm. Xin được chân thành cảm ơn toàn thể quý vị khách quý rất nhiều. Là Chúa. Bước chảy của hai vị của cô dâu và chú rể đã chứng minh cho một tình yêu đích thực mà đôi bạn trẻ đã dành cho nhau. Xin được chân thành cảm ơn. Những người đi khắp thế gian hôm nay rất bạn bè. Xin mời quý vị sẽ cùng dắt tay những ly rượu và cùng ban tổ chức chúng tôi hô một tiếng thật to để chúc mừng hạnh phúc cho cô dâu và chú rể. Thank you.
và cô dâu trong ngày cưới hôm nay. Thì chị hai con họ của chúng em cũng xin được trân trọng gửi tặng toàn thể quý vị. Thank you.
trăm năm với nghĩa vợ tình chồng.